Unit 7 Traffic Project Phần dự án. Yêu cầu của hoạt động số 1 là chúng ta hãy tìm 4 biển báo giao thông trong khu phố của mình. Chúng ta có thể chụp hình chúng hoặc là vẽ chúng. Và yêu cầu của hoạt động số 2 là chúng ta làm một trong 4 biển báo giao thông đó bằng bìa cứng hoặc là bằng những cái vật liệu khác. Thì đối với phần 1 và phần 2 này chúng ta sẽ tự làm các em nhé. Em hãy chỉ nó cho cả lớp xem và nói một số yêu cầu sau đây. Where you saw it? Em đã thấy nó ở đâu? What it is? Đó là biển báo giao thông gì? What it tells people to do, not to do, warns people about, or gives information about? Biển báo đó thì nói với mọi người làm gì hoặc là không làm gì, cảnh báo mọi người về điều gì và đưa ra những cái thông tin về điều gì. Và đối với phần 3 này thì cô sẽ có một phần gợi ý cho các em như sau. Chúng ta cùng tham khảo nhé. I saw some traffic signs in my neighborhood. Tôi đã thấy một vài những cái biển báo giao thông trong khu phố của tôi. This is the red light sign located on the intersection near my school. Và ở đây là cô muốn giới thiệu về biển báo giao thông đèn đỏ. Đây là biển báo đèn đỏ nằm ở ngã tư gần trường học của tôi. When the red light turns on, everyone has to stop. Khi đèn đỏ bật lên thì tất cả mọi người phải dừng lại. They have to wait until the green light turns on before they can go. Và họ phải đợi cho đến khi đèn xanh bật sáng thì họ mới có thể được đi. If we run a red light, there is a risk of causing an accident with people coming from the other direction. Nếu chúng ta vượt đèn đỏ thì sẽ có một cái nguy cơ là gây ra tai nạn với những người đi ngược chiều với mình. The green and red lights must not be on at the same time. Đèn xanh và đèn đỏ thì không được bật cùng một lúc. When the yellow light is on, road users must stop in front of the painted line on the road. Khi đèn vàng bật lên thì những người tham gia giao thông phải dừng lại ở phía trước của vạch sơn trên đường. Sau khi mà các em hoàn thành về phần dự án của bài thì chúng ta có thể làm phần khảo sát sau đây. Now I can. Ý thứ nhất, use the words related to the topic traffic. Các em sử dụng được những từ liên quan đến chủ đề về giao thông. Thì khi chúng ta đọc các yêu cầu này, các em sẽ đánh dấu tích vào các ô tương ứng. Yêu cầu thứ hai, pronounce the sounds I and A correctly. Các em phát âm được những âm I và âm A chính xác. Use it to indicate distance. Chúng ta sử dụng từ it để nói về khoảng cách. Use should or shouldn't. Biết sử dụng động từ should hoặc là shouldn't. Ask and answer questions about means of transport. Hỏi và trả lời những câu hỏi về những phương tiện giao thông. Read about traffic rules. Đọc về những luật giao thông. Talk about obeying traffic rules. Nói về việc chấp hành luật giao thông. Listen about traffic problems in the city. Nghe về những vấn đề giao thông ở một thành phố. Write a paragraph about traffic problems. Viết một đoạn văn về những vấn đề giao thông. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay, phần project của bài số 7. Cảm ơn các em đã xem video. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.